rất vui vì tiếp tục được gặp lại các bạn trên hành trình thông thái. Bạn có biết cơ thể tớ và bạn được cấu thành từ những nguyên tố nào? Làm thế nào để xóa sổ một thác nước size XXL hay vì sao tín hiệu cầu cứu lại là SOS? Chào mừng đến với 1001 sự thật khiến bạn thông thái hơn, phần 43. Một đứa con nít cũng biết SOS là một tín hiệu cầu cứu. Tuy vậy, hầu hết người lớn đều không biết ý nghĩa thực sự của tín hiệu SOS và tại sao tín hiệu cầu cứu cứ nhất định phải là SOS chứ không phải là AOA, ACNM hay là SNSD. Theo Wikipedia, SOS là một tín hiệu cầu cứu bằng mã Morse, đặt theo tên của nhà phát minh người Mỹ Samuel Morse. Anh chị em xem phim hay là đọc truyện thể loại giải đố thì chắc không còn lạ gì mã Morse. Chúng đơn thuần là một phương thức liên lạc mà trong đó các chữ cái và chữ số được mã hóa dưới dạng các dấu chấm và dấu gạch ngang. Khi sử dụng máy điện báo, các dấu chấm và dấu gạch ngang được thể hiện thông qua thời lượng của tín hiệu. Cụ thể hơn, thời lượng của một dấu chấm từ giờ về sau gọi là dot, là đơn vị thời gian cơ bản trong truyền tin bằng mã Morse. Dấu gạch ngang từ giờ về sau gọi là dash thì có độ dài bằng 3 dot. Trong một ký tự, các dot và dash cách nhau một khoảng nghỉ có độ dài 1 dot. Các ký tự thì cách nhau một khoảng nghỉ 3 dot và các từ cách nhau một khoảng 7 dot. Giờ thì bạn đã biết cách sử dụng mã Morse, nhớ comment vài thứ hay ho nha. Quay trở lại với SOS, tín hiệu này trong các văn bản chính thức đi kèm với một đường gạch trên biểu thị rằng mã Morse của tín hiệu cầu cứu SOS được truyền đi dưới dạng một chuỗi liên tục gồm 3 dot, 3 dash, 3 dot mà không có khoảng nghỉ dài 3 dot giữa các ký tự. Cơ mà tại sao lại phải là SOS? Dám cá là bạn từng nghe ở đâu đó rằng SOS bắt nguồn từ Save Our Souls, cứu lấy linh hồn của chúng tôi, hoặc Save Our Ship, cứu tàu tôi với. Thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Trước năm 1906, thế giới vẫn chưa thực sự thống nhất về cách mà những con tàu phát ra tín hiệu cầu cứu mỗi khi gặp nạn trên biển. Kiểu mỗi nước kêu một kiểu và mạnh ai nấy kêu. Điều này khiến công tác cứu hộ trên biển gặp rất nhiều khó khăn. Đức là quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng chuỗi mã Morse ... như là một tín hiệu cầu cứu. Nó được liệt kê trong quy định vô tuyến quốc gia, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 1905. Ngày 3 tháng 1 năm 1906, Công ước quốc tế đầu tiên về máy điện báo vô tuyến tại Berlin được ký kết, trong đó quy định rằng tàu thuyền gặp nạn sử dụng tín hiệu ... lặp lại giữa các khoảng nghỉ ngắn. Cần phải nhấn mạnh rằng tín hiệu cầu cứu trong cả quy định năm 1905 của người Đức lẫn trong Công ước quốc tế năm 1906 đều chỉ là một chuỗi mã Morse liên tục gồm 3 dấu chấm theo sau bởi 3 dấu gạch ngang và 3 dấu chấm, chứ không hề đề cập đến bất kỳ chữ cái nào. Chúng được lựa chọn là do tính dễ nhớ, dễ gửi đi, dễ nghe và dễ phân biệt. Bạn có thể sử dụng chúng theo rất nhiều cách khác nhau, từ bật tắt đèn radio, dùng gương để phản chiếu ánh sáng mặt trời, hay bật tắt đèn flash, tùy vào điều kiện và tình hình thực tế, miễn sao ra đúng như chuỗi mã là được. Trong bảng mã Morse quốc tế, 3 dấu chấm tạo thành chữ S, 3 dấu gạch tạo thành chữ O, vậy nên SOS trở thành một cách đơn giản và hiệu quả để ghi nhớ tín hiệu cầu cứu quốc tế. Ngoài SOS thì chuỗi mã cầu cứu cũng có thể được dịch thành IWB, VZE, 3B hay là V7. Tuy vậy, chúng không ấn tượng và cũng chả dễ nhớ. Sau khi SOS trở nên phổ biến, các quốc gia nói tiếng Anh vơ nó vào làm của riêng, tuyên bố nó là chữ viết tắt của Save Our Souls hay là Save Our Ship, và đặt trong bối cảnh SOS thường được dùng bởi các tàu thuyền gặp nạn, sự gắn ghép này vô tình lại trở nên hợp con chỉ nó lý và được truyền bá rộng rãi. Tóm cái váy lại, SOS cũng được, ... cũng được, mà ối làng nước ổi cũng được. Ối làng nước ổi! Này! Ối làng nước ổi!
Theo Wikipedia, thác nước là một điểm trên sông hoặc suối mà nước đổ xuống một vách núi thẳng đứng hoặc một loạt các sườn núi dốc. Ngoài ra thì thác nước cũng hình thành khi nước tan chảy rơi xuống mép của các thềm băng hoặc tảng băng trôi dạng tấm phẳng. Theo định nghĩa này thì thác nước cao nhất thế giới chính là thác Thiên Thần nằm trên núi Auyentepui, Venezuela với tổng chiều cao 979m, trong đó phần thác đổ thẳng đứng cao khoảng 550m. Để cho bạn dễ hình dung thì đây là thác Thiên Thần, còn đây là tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa. Tuy nhiên, nếu ta thay đổi một chút về định nghĩa rằng thác nước là một điểm mà nước đổ xuống một địa hình thẳng đứng hoặc dốc, danh hiệu con thác cao nhất thế giới sẽ ngay lập tức đổi chủ, cơ mà bạn sẽ khó lòng có thể chiêm ngưỡng nó một cách trọn vẹn. Nằm sâu trong lòng eo biển Đan Mạch thuộc Đại Tây Dương, đâu đó giữa Greenland và Iceland là nơi cư ngụ của thác nước dưới nước cao nhất thế giới với chiều cao của dòng nước đổ xuống đạt khoảng 3.505m. Wow. Ê ông ơi, khoan nói về chiều cao, làm thế quái nào mà trong lòng biển lại có một dòng nước đổ xuống là nào? Ông bị ảo à? Sao ông cứ sồn sồn lên thế nhỉ? Sở dĩ thác nước có thể hình thành trong lòng các đại dương là nhờ sự chênh lệch về mật độ của các khối nước. Trong trường hợp của thác nước eo biển Đan Mạch, khối nước ở phía đông lạnh hơn và do đó có mật độ cao hơn khối nước ở phía tây. Khi hai khối nước gặp nhau dọc theo đỉnh của eo biển, khối nước lạnh đặc hơn chảy xuống bên dưới khối nước ấm, hình thành một con thác trong lòng đại dương. Giới khoa học ước tính thác nước eo biển Đan Mạch có lưu lượng khoảng 5 triệu mét khối mỗi giây. Xin nhắc lại là khoảng 5 triệu mét khối mỗi giây. Có nghe chưa? Biến nó trở thành con thác có lưu lượng nước khủng nhất hành tinh. Để cho bạn dễ hình dung thì lưu lượng nước của thác eo biển Đan Mạch lớn gấp gần 2.100 lần so với tổ hợp thác Niagara nằm ở biên giới của Mỹ và Canada và gấp 24 lần lưu lượng sông Amazon, con sông khủng nhất bạn có thể tìm thấy trong hệ mặt trời. Quay trở lại với mặt đất, theo bạn thì đâu là cách để xóa sổ một con thác cỡ khủng nhất trái đất? Câu trả lời đó là hãy biến nó thành một con đập siêu to khổng lồ. Thật vậy, cho đến trước năm 1982, Wairarapa Falls là một tổ hợp gồm 18 thác nước khổng lồ tập hợp thành 7 nhóm lớn trên sông Paraná dọc biên giới Paraguay và Brazil. Theo số liệu từ nhiều nguồn thì tổng lưu lượng của tổ hợp thác Guaira dao động từ 13.000 đến 50.000 mét khối trên giây và thuộc loại nhất nhì thế giới nếu nó còn tồn tại. Theo Wikipedia, tại đỉnh thác, lòng sông Paraná thu hẹp cực mạnh, từ 380m xuống chỉ còn 60m, cộng với chiều cao nước đổ thẳng đứng khoảng 40m, khiến tiếng gầm của con thác có thể được nghe thấy từ khoảng cách 30km. Wow. Vậy thì điều gì đã xảy ra? Năm 1971, siêu dự án đập Itaipu với tổng kinh phí gần 50 tỷ đô la Mỹ, khoảng 1,1 triệu tỷ Việt Nam đồng theo thời giá hiện tại, được khởi công xây dựng. 11 năm sau, quá trình hình thành hồ chứa bắt đầu. Trong vòng 15 ngày, từ ngày 13 đến ngày 27 tháng 10 năm 1982, quá trình chặn dòng chảy của sông Paraná khiến mực nước hồ chứa dâng lên 100m, nhấn chìm hoàn toàn tổ hợp thác Guaira. Trước đó, hàng ngàn người đã kéo tới khu vực biên giới để ngắm thác Guaira lần cuối trước khi nó bị nhấn chìm. Đáng lòng thay, vào ngày 17 tháng 1 năm 1982, một cây cầu treo dẫn vào vị trí ngắm cảnh bị sập khiến hàng chục người bỏ mạng. Phòng khi bạn chưa biết thì Itaipu là một trong những đập thủy điện khủng nhất thế giới. Nó có tổng công suất phát điện lên tới 14.000 MW, gấp gần 6 lần thủy điện Sơn La của Việt Nam và chỉ thua đập Tam Hiệp của Trung Quốc với 22.500 MW. Cơ thể tớ và bạn về mặt khối lượng mà nói chứa khoảng 65% oxy, 18,5% carbon, 9,5% hydro, 3,2% nitơ, 1,5% canxi, 1% photpho, 0,4% kali, 0,3% lưu huỳnh, 0,2% natri, 0,2% clo, 0,1% magie và dưới 0,1% các nguyên tố khác. Với một người trưởng thành nặng khoảng 70kg, ta có 45,5kg oxy, 12,9kg carbon, 6,6kg hydro, 2,24kg nitơ, 1,05kg canxi, 700g phosphor, 280g kali,
210g lưu huỳnh, 140g natri, 140g clo, 70g magie và dưới 70g các nguyên tố khác, trong đó có khoảng 4g sắt. Điều đó có nghĩa là cơ thể một người trưởng thành nếu được phân tách ở cấp độ nguyên tử sẽ có đủ sắt để tạo ra một chiếc đinh dài khoảng 7,5cm, có đủ lưu huỳnh để xóa sổ quần thể bọ chét trên một con cờ hó. Đủ lưu huỳnh, carbon, kali, nitơ và oxy để tạo ra lượng thuốc súng đủ dùng để bắn một khẩu pháo cỡ nhỏ. Đủ nước để rót đầy một bình 50 lít. Đủ carbon để tạo ra 900 chiếc ruột bút chì và đủ phospho để tạo ra 2.200 đầu que diêm. Ngoài ra thì cơ thể một người trưởng thành cũng chứa lượng chất béo đủ để nấu thành 7 bánh xà phòng. Các bạn vừa xem xong phần 43 của 1001 sự thật khiến bạn thông thái hơn, được dàn xếp bởi The Facts. Hỏi thật, bạn có thấy thông thái hơn tí nào không? Nếu thích loạt video mới này, nhớ like và share nhiệt tình. Như thường lệ, hãy đăng ký kênh và bấm chuông để luôn nhận được thông báo khi có video mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!